studio để tập buổi đầu tiên. Bây giờ Khanh bắt đầu cho buổi tập luyện cho ca khúc mới nhất tại Thuý Nga 130 lần này. Tình hình là vừa tập xong. Lúc vào thì sáng, đi ra tối rồi. Cậu Ba ơi, mình đang đi đâu vậy? Mình đi vô khu vực cổ tích. Đi thôi. Follow me. Follow me mà. Sao đi trước tôi? Anh ơi, đi đâu vậy? Thấy rồi còn hỏi. Ý, đẹp quá nè. Cho cả nhà tham quan nha. Chàng trai đang đi lạc là xứ sở gì? Lấy cái này bắt đầu ăn nè. Ý, đồ ngon hả? Có donut kìa, đồ vô đó. Đi vô đi. Rồi đồ ăn ngon quá nè. Donut, đồ, kem nè. Nó là xà bông nha. Đây là xà bông nha mọi người. Ồ, sốt thấy chưa? Xà bông mà đẹp vậy luôn hả? Đây, kem. Thấp thiết. Thấp sắc vậy. Ý, có bánh nữa kìa. Tất cả đều là xà bông nha mọi người. Tất cả đều là xà bông tắm. Mua 5 tặng 1.